Hôm nay thì nhóm của Đăng có một chương trình hát về miền Trung, cho nên Phương Thúy chọn bài hát Miền Trung Mùa Lũ Lụt để gửi đến tất cả quý vị. Khi mà mình nhìn những cái hình ảnh những cái gia đình cũng như những em bé mà bị chôn vùi trong đất mà bị đất lở đó quý vị, thì rất là đau. Thì Phương Thúy chỉ mong một lời cầu nguyện, cho miền Trung của chúng ta luôn luôn được bình an. Miền Trung quê tôi chắc chiu lam lũ bao đời, làng quê chơi vơi nghe tình bao tối ngoài kia, mái tôn trên nhà bà cụ dặm níu qua nhốt đôi con gà che lại đàn heo mới ra. Nhà tranh liêu xiêu gió tung